con dân vui sao từng cử chỉ đặt vào lá phiếu tin yêu và khát vọng. Việt Nam hôm nay tương lai sáng ngời, một vị thế mới trong thời đại mới. Ngày hội toàn dân cử chỉ cùng phát huy, lập nhiều thành tích chung tay xây dựng Việt Nam đi lên ấm no hạnh phúc. Việt Nam hôm nay tương lai sáng ngời, một vị thế mới trong thời đại mới. Ngày hội toàn dân cử tri cùng phát huy, lập nhiều thành tích chung tay xây dựng Việt Nam đi lên ấm no hạnh phúc, xã hội dân chủ văn minh công bằng. Bầu chọn những lá phiếu xứng đáng để cho một niềm tin. Người tài đức tiêu biểu luôn vì nước vì dân, bầu chọn những lá phiếu xứng đáng, trách nhiệm và quyền lợi vì đất nước đẹp giàu, vì Việt Nam hùng Việt Nam hôm nay tương lai sáng ngời, một vị thế mới trong thời đại mới. Ngày hội toàn dân cử tri cùng phát huy, lập nhiều thành tích chung tay xây dựng Việt Nam đi lên ấm no hạnh phúc, xã hội dân chủ văn minh công bằng. Bầu chọn những lá phiếu xứng đáng để cho một niềm tin. Người tài đức tiêu biểu luôn vì nước vì dân, bầu chọn những lá phiếu xứng đáng, trách nhiệm và quyền lợi vì đất nước đẹp giàu, vì Việt Nam hùng cường. Bầu chọn những lá phiếu xứng đáng để cho một niềm tin. Người tài đức tiêu biểu luôn vì nước vì dân, bầu chọn những lá phiếu xứng đáng, trách nhiệm và quyền lợi vì đất nước đẹp giàu, vì Việt Nam hùng cường. Trách nhiệm và quyền lợi vì đất nước đẹp giàu, vì Việt Nam hùng.
Việt Nam hôm nay tương lai sáng ngời, một vị thế mới trong thời đại mới. Để hội toàn dân cử tri cùng phát huy, lập nhiều thành tích chung tay xây dựng Việt Nam đi lên ấm no hạnh phúc, xã hội dân chủ văn minh công bằng. Bầu chọn những lá phiếu xứng đáng để cho một niềm tin người tài đức tiêu biểu luôn vì nước vì dân.